bị khô cạn và nguy cơ nó hạn hán luôn á mọi người. Đó, đây là cái quang cảnh cái hồ Thủy Liêm trên núi Cấm ha. Trước mặt quý vị đó là tượng Phật Di Lặc, và hổng gài trên báo chí đài thì cũng có kêu là năm nay có thể là bị hạn rất là nhiều, có chỗ nơi bị ngập lụt như vừa rồi ở Tiền Giang cô bác anh chị. Và điều hết sức là đáng buồn nữa là tại ở đất mũi Cà Mau đó, ở tại huyện Trần Văn Thời đó, là bây giờ là hạn hán nó khô hết, sông hồ nó khô cạn hết quý vị. Bây giờ lúa người ta làm một thu hoạch rồi đó, nhưng mà không có ghe phương tiện để mà vô để mà căng lúa, tại vì nước khô hết rồi đó, người dân cũng đang thiếu hụt nước rất là nhiều. Thì năm nay phải nói là năm Giáp Thìn này là một năm hết sức là khó khăn đối với bà con của mình. Thì hôm nay em đến đây để ghi hình chia sẻ cho các bác anh chị mình xem được cái những cái sự kiện ở trên núi Cấm này, cũng như từ những cái công trình đã được thay đổi rất là nhiều. Và điều đáng nói hơn nữa là nước ở trên núi Cấm hiện tại bây giờ thì nó đã khô hạn rất là nhiều mọi người đó. Và những người ở trên đây thì người ta cũng cho biết là năm nay là nó khô hạn sớm đó cô bác anh chị. Đây là cái đường này chúng ta đi lên bến xe lữ hành mà đi xuống núi ha. Bên tay trái đi thẳng lên tới là cáp treo. Còn đây là toàn cái quang cảnh ở tại bờ hồ. Bên đó là chùa Phật Lớn. Đây, bên kia là tượng Phật Di Lặc. Còn đi dài qua chợ Mây, còn qua đây tí này đến chùa Vạn Linh. Rồi giờ thì em sẽ ghi hình chia sẻ cho cô bác anh chị mình xem được cái quang cảnh nước hồ Thủy Liêm nó muốn khô cạn mọi người, gọi là như là hạn hán sớm luôn á. Hôm nay là cũng sắp tới gần tháng Giêng rồi, hổng ngày từ Tết tới giờ bà con mình khách du lịch người ta trở về núi Cấm rất là đông. Đây, xa xa quý vị mình thấy rằng đó là những cái cầu đỏ đó. Lúc trước là người ta đứng ở trên đó người ta cho cá ăn luôn á, nhưng mà bây giờ là mắc lội tặng ra ngoài đó luôn mọi người, tại vì nước nó khô nó rút ra uống gần lúc ngoài cái miếng hồ đây luôn vậy đó. Hôm nay là khô hạn nặng luôn nha. Quý vị thấy chưa, hết hồn chưa? Thường á là nước á, nước nhiều á là nó muốn đầy hồ ở trên đây luôn nè, ngang cái mí mà nó có gông đen đen á cô bác anh chị. Nhưng mà năm nay là hạn hán sớm à, cái vị không, mà con mình là phải đi ra lúc ngoài đó để mà cho cá ăn. Khô hết luôn rồi quý vị. Đây tới gặp tháng Giêng là khách du lịch người ta lên đây đi cúng giếng rất là nhiều nha. Đây là cái cây cầu đỏ, một cây cầu rất là nổi tiếng ở trên núi Cấm, gọi là cầu tình yêu. Thông thường là chúng ta đi đến đây là mình lên cái cầu là đứng mình cho liệu thức ăn xuống á. Nhưng mà bây giờ năm nay nước nó khô hạn nè, khô hạn quá chừng luôn. Nên là người dân và con mình là phải đi xuống đây. Chứ lúc trước dưới này là nước rất là nhiều, không thể nào di chuyển xuống được nha. Mà hôm nay gì nó bị khô hạn á. Đây, mình sẽ tìm cách đi xuống dưới nha. Tìm đi đường tắt xuống luôn. Đây sụp đá anh chừng. Hồ Thủy Liêm là một cái hồ chứa nước phải nói là cung cấp cho toàn khu vực của người dân ở trên núi Cấm này luôn mọi người. Nhưng mà mới có là bước qua Tết thôi, chưa hết tháng Giêng nữa mà nước hồ nó đã khô hạn như thế này. Đó, lúc trước là chúng ta đứng trên cây cầu đó là mình liền thức ăn xuống cho cá, chứ không thể nào mà di chuyển xuống đây được ha. Giờ này nó hạn nè, mới có đầu năm thôi mà nó hạn như thế này nè. Rồi đây tới tháng 2, tháng 3, tháng 4 rồi dài dài đến, nếu mà không có mưa sớm á thì mình tin tưởng rằng cái hồ này không còn một giọt nước luôn. Mình sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây em đang đứng ở dưới dạ cầu, cây cầu bắc qua đi qua chùa Phật Lớn. Đang đứng dạ cầu này. Lúc trước nước nhiều hả cô chú anh chị, là
nó ngập lên tới trên đây luôn nè. Nhưng mà bây giờ quý vị coi nè, nó không còn một giọt ở trong đây luôn á. Hồ Thủy Liêm này nó chảy dài dài xuống suối luôn, suối mấy cái ngọn mấy cái suối trên đốt cấm này. Xa xa là có đoàn người ta đi xuống đây rồi ta tham quan. Để em đi vô đây em quay toàn cái quang cảnh ra cho cô chú anh chị mình xem ha. Lúc trước là trong đây là nước dữ lắm luôn, mà giờ nó khô hạn thế này nè quý vị. Đây toàn cái quang cảnh này quý vị thấy không, đất nước nẻ hết trơn luôn, nước nó rút ra muốn nửa hồ ngoài kia luôn. Vài tháng nữa mà không nói vài tháng, chừng nửa tháng đến một tháng nữa thôi là không có mưa ha. Tại nơi đây là khô hết luôn. Bây giờ người dân ở trên núi Cấm á, cũng như những cái cốc trại của hòn đảo mình ta ở lúc trước ở đông lắm, bây giờ cũng xuống núi là gai vậy vị, chứ cũng không có cho đoàn lại ở nhiều nữa, tại vì không có nước xài á, chỉ là hạn chế thôi. Lúc trước là dễ gì chúng ta xuống đứng dưới đây được, giờ muốn cho cá ăn đó là ông chú đó ổng xách cái bọc thức ăn đó phải là đi lúc ra ngoài đây nè, tại vì cá nó, nước nó rút rồi cá nó rút theo ra ngoài, càng ngày nó sẽ dồn sâu ra ngoài, nếu nước rút tới đâu thì cá nó sẽ theo tới đó, có thể là ra lúc ngoài giữa hồ kia luôn nếu mà nước không có mưa không kịp thời xuống. Em sẽ quay toàn cái quang cảnh hồ Thủy Liêm này nơi khô cạn cho cô chú anh chị mình xem, xong em sẽ đi vòng vòng những cái ngôi chùa ở đây ha, dưới qua từ Phật Di Lặc. Khô rồi tới đây luôn. Từ cái cầu đó ra đây cũng ở 100 mét à, cũng xa lắm. Năm nay mới có đầu năm quý vị thấy ở Tiền Giang Trung Lương nó nước ở đâu mà nó dâng lên nó ngập đường xá này kia. Rồi năm rồi thì ở trên dùng Ba Chúc nước ngập mà dùng núi nghe nói lạ ha, từ trước giờ đâu có đâu quý vị. Tại biến đổi khí hậu và những cái diễn biến nó cực kỳ là nó chúng ta khó hiểu. Cá nhỏ nó phải ra đây nó ở nè, cá này ta phóng xanh xuống á. Mình cũng mong cầu cho mưa sớm để mà cho nước trên này nó có đông đầy, với người dân người ta lấy nước ta xài nó cũng đỡ, với cá này kia nó không có bị khô hạn nó chết. Nhiều cá nè, cá sống là nhà nước ha cô chú, nhưng mà nước càng ngày nó càng rút thì cái nguy cơ đe dọa cái chú cá này rất là nguy hiểm. Cá nhỏ loại tung tăng thấy thương á, ngoài kia là cá lớn. Đây là người dân người ta cho cá ăn là phải ra lúc thế này. Quá chừng khô hạn rút nước hết trơn, muốn đi cho ăn là phải ra lúc mà này mới cho ăn được. Lúc trước là đứng trên cái cầu á. Đến đây là cá bu lại liền tại cho ăn quen rồi đó. Hôm nay nước này nước nó khô sớm hả cô? Năm nay nước sạch ít quá ha. Tháng 9 mưa chặn nó rồi hết mưa luôn. Tháng này đến đi xuống không chảy nè.
từ tháng 9 tới giờ không có mưa luôn hả? Gần tháng 9 là mưa chặn đó rồi, mấy đám đó rồi. Thường là một hai đám rồi đó. Thường là bà con mình nước lên cầu cho cá ăn á, giờ nó hạn mất ra lúc mà đây phù nước chưa. Các cô cho biết là tháng 9 đến mưa lớn tới giờ đó vì là không có mưa nữa, suối nó không có chảy luôn. Quá trình cá cái cần trên này nhóc hết trơn ha, cái cần nhóc trơn quét xuống cái này. Sư phụ ơi, đó là tượng Phật Di Lặc đó, cô chú anh chị. Chờ, mà làm đúng không đúng. Ngày hôm kia cũng giúp hội, ngày hôm qua cũng giúp hội tứ chi, chiếu ra giúp hội. Ông già già nào cũng thấy ông qua đây phát. Cái hồ này Chu Di nó cũng rất là rộng lớn ha. Những lúc mà mưa nhiều quá là nước đầy luôn. Nó rút rồi đá nó lồi lõm lên nè, nước nhiều ta nhìn đẹp lắm. Từ tháng 9 giờ là không có mưa luôn, ít mưa ấy vì cô kia cho biết là tháng 9 đến giờ là nó ngưng rồi, suối khô hạn không chảy luôn rồi. Hồ nước càng ngày nước nó càng rút, thấy là năm nay là năm khổ nhiều rồi. Ở dưới Cà Mau bây giờ là bị hạn hán nặng luôn rồi, nước biển xâm nhập nữa. Người dân người ta dưới giờ rất là khổ, có những cái năm ở dưới như là dưới và sử dụng ở dưới là người ở trên mình á, trên Cần Thơ, Đồng Tháp này kia bên Đồng Đảo á, bên Mạnh Thường Quân á, người ta phải là đem xà lan nước ngọt với ta cung cấp ta cho người dân ở dưới là xe tải. Lúc đó là cũng bị hạn rất là nhiều. Nhưng mà càng ngày quý vị thấy là càng hạn ha. Năm thìn tháng hạn mà. Ở dưới Cà Mau bây giờ ha là đất nó sụp đó mọi người, tại không có nước á, nó sụp rất là nhiều luôn. Rồi nó khô hạn dữ dằn lắm. Sông ngòi mà nó khô hạn luôn rồi, xuồng ghe đi không có được, đâu có thương mại buôn bán, đâu có làm ăn gì được đâu. Giờ người dân với người ta rất là khổ. Nhưng mà quý vị đó là cái tháp trước chùa Phật lớn ha. Tháp thờ Xá Lợi này kia đó. Nó khô lúc dưới này luôn, thấy cỡ nào không vậy? Hạn hán, năm nay hạn hán. Nguyên một cái chu vi của nó bán kính rộng. Nước nó rút ra muốn hết hồ, muốn nửa hồ luôn. Từ từ nó sẽ rút xuống luôn nếu mà không có mưa sớm. Để theo toàn quan cảnh thế này. Cỏ cây khô héo thon giòn luôn. Đây cây cầu. Cầu đỏ. Đây mình mua thức ăn cho cá ăn nè cô bác anh chị. Ở đây nó bị hạn lâu chưa chị, mới bị đây nó bị khô nước rồi. Vậy nước giờ không có mưa hả? Tết giờ không có mưa. Rồi. Lúc trước là cho cá ăn là đứng trên bờ cho ăn á. Dạ đứng trên bờ đó. Là mấy tháng nay là không có mưa. Không mưa, mấy tháng nay không mưa. Đây nếu mà không có mưa sớm là tương lai nước hồ này nó cạn luôn rồi này. Đúng rồi, ok. Cạn luôn rồi, người dân ở đây nước sinh sống nó cũng khó khăn ha. Ủa mấy năm trước nó đâu có hạn như năm nay đâu chị? Đúng rồi, năm trước đâu hạn, năm nay mình đã hạn.
bây giờ đài nó kêu nó lên đài dưới Cà Mau dùng mình á, bây giờ nó hạn hán mà sông nó khô với mấy người ta làm ruộng đâu được đâu, rồi đất nó sụp luôn. Đúng rồi, thấy nước đang lợi ghê rồi. Chứ lúc có nước nhiều là nó lúc trên đó luôn hả? Ừ, nè, lúc trên đó đó, trên mập đó đó luôn, trên cổng đó luôn. Mới có từ Tết nha mà nó rút cả hết hồn á. Nước rút tới đâu là cá nó ra tới đó. Đúng rồi. Chị bán đây lâu chưa? Chị bán mười mấy năm. Thì mấy năm là chắc chưa có năm nào, nhưng những năm nay nó hạn như thế này đúng không? Đúng, nó hạn năm nay. Năm nay cưng thấy hạn nước. Ở đâu cũng không có nước, nó phải như gì đâu. Dạ. Sao mà ít mưa nữa, không có mưa bởi vì nó mới mà nó có chỗ lạ chứ, năm nay có chỗ nó nước lên mà chỗ nó hạn. Ừ. Ở dưới Tiền Giang không gầy đó, nước gặp ốc nổi không? Gì hả? Ừ. Đại lên này kia đó chứ người ta quay nhóc chân đó. Ừ. Vậy là lúc lúc tháng 11 tới giờ đó. Tháng 1 giờ nó hạn vậy luôn. Ừ, càng càng ngày nó càng nhiều đúng không? Ừ, nó hạn nhiều. Đây chị cho biết bán đây mười mấy năm rồi cô bán chị, nhưng mà một hai năm nay thì nó hạn nhiều thôi. Dạ. Mới gì thôi, chị thấy như vậy thôi. Ừ. Chứ mấy năm trước nó cũng có nước. Dạ. Nước là người ta đứng trên cầu người ta cho cá ăn không à. Cho ăn không. Năm nay phải lội lúc ở đây luôn mới lúc cho ăn đây. Được. Lội lúc ở đây luôn. Dạ, cô bán chị thấy không? Nó khô hết trơn rồi nè. Toàn cảnh này. Bây giờ em đã di chuyển đứng trên cầu. Đây còn cái quang cảnh ở hồ Thủy Liêm. Bây giờ năm nay là nước nó khô hạn như thế này, nãy giờ cô chú chị mình nghe chị bán đây mười mấy năm phải nói, chị nói là năm nay là năm đầu tiên mà nó bị hạn hán như thế này, vì mới có đầu năm tới giờ thôi mà nước nó khô hạn như thế này là cô chú chị. Bây giờ ở đây cho biết nếu mà vài tháng nữa, một tháng không có mưa thì nước hồ này nó khô cạn không? Cái người dân ở đây ta cũng sinh hoạt nhờ cái nguồn nước hồ trên đây nè, nhưng nó khô cạn thì nước nó cũng là nó bị hạn chế luôn. Cái cầu này ta đi qua bên chùa Phật Lớn ha. Đó, chiếc xuồng đó, chiếc xuồng người ta để xuống đằng mà ta bơi dưới hồ á, mà giờ kéo mà nó nằm ở đó, tại lúc trước là nước nằm trên đó đó, nước tới đó. Chứ chúng ta đứng trên cầu này là mình liễn cho cá ăn rồi. Tất cả cô chú anh chị cùng với em đi qua bên chùa Phật Lớn ha, để quay trở về mình xem cái quang cảnh ở chùa Phật Lớn. Rồi chúng ta sẽ đi dài dài qua bên tượng Phật Di Lặc. Từ Tết tới giờ đó là khách ở trên núi Cấm này rất là đông. Hai bên đường đi lên chùa bà con mình buôn bán đồ rất là nhiều. Đây bán tàu hũ chở đòn, rồi bán những cái trái vùng núi á, trái mây. Đây là cái đường đi lên chùa nè, hai cũng đều có bán mẹ rất là nhiều luôn. Ở trên núi Cấm thì có ba ngôi chùa rất là lâu đời, một là chùa Vạn Linh, hai chùa Phật Lớn, ba là chùa Phật Nhỏ. Ba ngôi chùa này là những ngôi chùa cổ. Và chúng ta đi lên những cái bậc thang này mình sẽ đến được chùa Phật Lớn. Đây chúng ta sẽ đi lên chùa, lên chánh điện chùa Phật Lớn. Mẹ sao? Cháu? Mẹ sao? Đi theo cổ sát.
trước trước cánh điện chùa của chúng tôi. Đây là bên trong cánh điện chùa. Thường chúng ta đi chùa, trước cửa chùa là có hai vị hộ pháp đứng hai bên, và những vị này hộ chánh pháp, hộ những nơi thờ tự, những nơi chân chánh những vị tu hành đó. Vì bên đây bên kia cũng một vị này hộ pháp. Đây là bên trong chánh điện chùa ha, Tam Bảo. Giờ chúng ta sẽ đi dài qua bên tượng Phật Di Lặc. Đây là chùa Phật lớn nè cô chú anh chị. Quý vị nào chúng ta muốn đi núi Cấm đó, mà chúng ta muốn ngủ qua đêm không có chỗ ngủ, chúng ta không ngủ nhà trọ, thì mình sẽ qua bên chùa Phật lớn ha. Qua đây chúng ta sẽ đăng ký với ban quản lý ở chùa này, người ta sẽ cho mình nghỉ ngơi, ngủ miễn phí nghe cô chú. Đây là những nơi bà con mình ta đi ngủ qua đêm á, đến đây ta đăng ký ta ngủ nè. Chạy qua đó rất là rộng. Chùa Phật lớn là ta có cho nhận khách ngủ qua đêm ha. Đây là cái cầu, chúng ta đi qua cầu này mình sẽ đi qua bên vừa đã dựng tượng Phật Di Lặc. Cái gì này ta bán cá hú xanh với thức ăn của tôi. Trước là nước nó lúc trên này luôn ha, đứng trên đây chúng ta liền thôi, mà giờ nước nó khô nó rút lúc ở dưới ha. Ở đây nó cũng sẽ rút từ từ. Như là cái cầu cũng như là cái đập, người ta đập giữ nước lại. Đây xuống đó độ sâu rất là nhiều. Lúc nước nước nhiều là cái hồ này nó tràn luôn, cái đập này nó chảy theo suối. Ở đây chúng ta đứng nhìn thấy suối nó chảy ầm ầm luôn. Cái này là sim tím. Trên núi Cấm ta trồng sim tím rất là nhiều. Cái này chắc cũng bán luôn á. Trên đỉnh cao đó là trên dầu Bồ Hông. Để cái đoạn đường này chúng ta đi thẳng thì dài qua những cái điểm giếng bên kia. Phải vị cùng qua bên tượng Phật Di Lặc chúng ta tham quan ha. Ở đây thì những cái công trình ta làm lại nó cũng hoàn thành hết rồi. Đây hai bên đường ta bán đồ rất là nhiều quý vị. Đặc biệt là trên đây bán me với mày ha. Cái mây là đặc sản ở bên Cam á, được Campuchia. Mây với me.
Quý vị biết rằng ở trong tỉnh An Giang có trên dưới mấy chục con núi, hàng trăm ngọn núi, nhưng mà đặc biệt là có 7 ngọn núi được liệt vào trong danh sách Thất Sơn, 7 ngọn núi báo đó. Trong đó có núi Ông Cấm. Và núi Ông Cấm là những nơi hội tụ linh khí của trời đất, những các chư vị chấn giữ và ngự đi đây, cũng như những lời tiên tri đền vàng địa ngọc sau này. Quý vị đã nghe rất là nhiều ha. An Giang của mình có hai điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng, một là ở núi Cấm, hai là ở chùa Bà ở núi Sam á, cũng là cái nguồn thu nhập du lịch phải nói là mạnh mẽ lớn nhất trong tỉnh An Giang này. Ai mà khoảng chừng 5-6 năm nay mà chưa có trở về núi đó thì quý vị coi những cái video này chúng ta sẽ thấy khác lạ vô cùng luôn. Những cái cảnh như lúc trước bây giờ nó đã thay đổi, phải nói là từ 5-60% trở lên. Đây là cái khung viên, cái khung cảnh ở tại xung quanh tượng Phật Di Lặc nè cô chú anh chị. Lúc trước là hai bên đường mà lên tượng Phật Di Lặc là nhà cửa quán xá là nhiều, nhưng mà sau này quy lịch người ta làm lại, người ta đã giải tỏa hết rồi. Ở đây rất là trống, hay làm những cái bậc thang đi lên, rồi những cái cây cảnh này kia, như cái khuôn viên gì đó, trang trí cái vẻ mỹ quan ở trên núi Cấm. Đây là cái khung cảnh ở tại tượng Phật Di Lặc. Quý vị thấy người ta xây cắt lại rộng rãi ghê không? Giờ thì em sẽ di chuyển lên trên ha. Hồi Tết á, hồi Tết là khách đông quá chừng luôn, đi là chúng ta phải chen chút với nhau. Đây là những cái bậc cấp người ta mới làm nè. Trên này ta trắng bê tông hết luôn quý vị. Gọn gãi luôn. Đây còn cái quang cảnh nha. Cái đó là dưới bờ hồ. Quay cho quý vị xem một vòng, mình sẽ kết thúc video nha. Đến đây cập nhật cái tình hình cũng như là những cái nguồn nước nó bị khô hạn. Gặp ông thằng Tài bán vé số này quý vị. Sáng gặp thằng Tài là hên đó nha cô chú. Dạ ông thằng Tài chào. Dạ. Dạ chào ông thằng Tài. Cậu năm mới vui vẻ, chúc cậu năm mới có nhiều sức khỏe. Dạ. Này giờ gì nhớ con 2 tấm đi. Thằng Tài tự rút đi ha, chiều nay mong thằng Tài cho. Cậu tới ngay ông lấy ngay số ông. Dạ. Số ông là 78. 78. 78 là ông Di Lặc hả? Dạ đúng. Dạ. Đây là 78. Sáng gặp thằng Tài sớm là An Giang là số tỉnh này chiều nay đặc biệt sẽ về ngay đây. Con dễ 2 tấm. Dạ. Dạ. Chúc cậu chiều nay đặt thành với người. Dạ. Ngày sáng là lâu nay ông mới xuống đây một là sáng sớm gặp ông là thằng Tài sớm nghe quý vị.
để coi vận mệnh mình có được may mắn không nhé. Đi mình sẽ theo chân thần tài để cho được may mắn nha cô chú anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi lên tượng Phật Di Lặc, đi vào trong bụng ống luôn. Thằng Tài đến, thằng Tài đến à. 39-52 đây là dưới tượng Phật Di Lặc, có những lưu hương nghe thờ cúng cho bà con mình đến đây lễ bái. Hồi nãy số ông Di Lặc số mấy quên không thằng Tài? Dạ 78. 78. Dạ, chị đi mua 78 luôn đi. Lên chỗ tượng ông nè. Dạ, số ông 78. Mấy cái này không biết trúng không nữa. Số 3, Lộc là 68. Tiền là 52. Chiều nay cô cậu đổi thay cuộc đời. Chúc mọi chiều nay đặt thành cái nguyện. Thưa cô chú anh chị các bạn, thì vừa rồi thì em cũng đã quay toàn cái hoàn cảnh cái hồ Thủy Liêm nước khô hạt cạn cũng như những ngôi chùa quang cảnh bên tượng Phật Di Lặc. Đến đây em xin tạm kết thúc video. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để đón theo dõi những video mới ha. Dạ, kính chào quý vị, hẹn gặp lại những video tiếp theo.